để kịp thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 9, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Buổi sáng đã diễn ra phiên đối thoại với doanh nghiệp trong nước dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình. Trong phiên sáng nay, nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực đã kiến nghị các vướng mắc khó khăn cần được tháo gỡ ngay và đề xuất nhiều giải pháp để doanh nghiệp sớm được trở lại hoạt động. Các đơn vị hiện nay phải nói là đang đứng trên cái bờ vực phá sản. Về đối với vận tải, riêng lĩnh vực vận tải thì đề nghị là miễn chi phí kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự, vật chất và phí sử dụng đường bộ cho toàn bộ phương tiện taxi từ tháng 5 năm 2021 đến khi được hoạt động trở lại. Và sang năm 2022 thì xin giảm tiếp 50%. Vì lý do thì nếu hoạt động trở lại thì khách vẫn không có. Dịch vụ taxi mà không có khách thì chạy cũng không bao nhiêu hết. Bình thường chúng ta có thể chạy là một ngày là 200 cây số, thì đến cái lúc mà sang năm có chạy cũng giỏi là một ngày 570 cây số là hết. Lượng km vận doanh của nó sẽ không có. Như vậy thì đề nghị cũng giảm ngay cái phí được cái đường bộ và giảm dần cái đơn kiểm định xuống. Kiểm định thì được lên được 12 tháng rồi, mà thế bây giờ chi phí nó rất là lớn đối với doanh nghiệp có vài trăm phương tiện. Trả lời ý kiến của đại diện Hiệp hội Taxi Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết. Miễn phí đường bộ thì theo thông tư 47 hoặc là thông tư 770 của Bộ Tài chính, hoặc là về cái nghị quyết mà 105 của Chính phủ á, thì có do Thủ tướng có giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, thì sẽ cái việc này là sẽ có cái chủ trương của các bộ ngành, nên đề nghị các hiệp hội vận tải cũng lưu ý và theo dõi để mà chúng ta triển khai thực hiện. Còn đây là kiến nghị của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng và trả lời của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Thì giải pháp thứ nhất là cần có một cái cơ chế gọi là cái thẻ xanh COVID như thế nào đó để sớm đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, để mà có cái cơ chế bổ sung các cái nguồn lực cho các doanh nghiệp. Phần thứ hai là do cái nhân sự của ngành phần mềm thì từ các tỉnh là khá là đông, và trước khi dịch thì các anh chị em ấy đã di chuyển về các tỉnh, thì bây giờ khi mà thành phố trở lại hoạt động thì cần có một cái cơ chế hỗ trợ để mà các anh chị đó quay trở lại làm việc một cách thuận lợi. Trong cái quá trình triển khai các app thì chúng tôi đồng bộ các cái dữ liệu, các cái thông tin liên quan từ rằng là của cái app của Bộ Y tế. Như vậy là một cái QR code của thành phố Đà Nẵng của chúng ta hiện nay của một cá nhân đó, thì như vậy đó rằng là bao gồm các cái thông tin, thứ nhất là thông tin liên quan đến vaccine, thứ hai là thông tin liên quan đến xét nghiệm, và thông tin thứ ba là thông tin cái vùng mà chúng ta đang ở, cái địa chỉ của chúng ta đang ở như vậy. Cũng về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ quyết định mở lại nhiều hoạt động kèm theo các điều kiện về phòng chống dịch, theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, do đó nhiều khó khăn vướng mắc hiện nay sẽ được tháo gỡ. Chúng ta phấn đấu trong thời gian tới để kiểm soát được dịch thì mỗi người dân của thành phố phải có một mã QR code, trong đó có đầy đủ thông tin. Các vị vào ứng dụng Đà Nẵng ấy, là có thể khai báo được và lấy ra được cái mã, khi quét lên thì nó sẽ hiện là tôi đã được tiêm một mũi, hai mũi hay là xét nghiệm ngày nào, thì nó sẽ hiện lên đầy đủ như thế. Đây là điều kiện, tôi nói luôn là điều kiện để đảm bảo cho việc người dân sẽ được tham gia vào các hoạt động trong thời gian tới, thay cho tất cả các cái giấy tờ đi đường như trước đây. Kết luận phiên đối thoại buổi sáng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 50% chi phí xét nghiệm, đảm bảo tiêm tối thiểu một mũi vaccine cho toàn bộ người dân và người lao động tại các doanh nghiệp trong tháng 10. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, sớm hình thành công dân xanh, doanh nghiệp xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Quan trọng nhất chắc là các doanh nghiệp không phải mong muốn về tiền bạc của thành phố, mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp của các sở ban ngành và các địa phương. Đây là một trong những yêu cầu đối với lại thành phố trong cái thời điểm hiện nay, và lãnh đạo thành phố cam kết phải chịu trách nhiệm, và tôi đã bàn nói rõ
là có lẽ đây sẽ là cái điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kỳ vọng với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự ủng hộ giúp đỡ của Trung ương cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian đến, thành phố quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, sớm khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, tiếp tục kiên định mục tiêu, khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. Dịp này, thành phố đã tổ chức khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế năm 2020. Các doanh nghiệp đóng góp lớn cho công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác ba tại chỗ trong thời gian qua.